Tới thời điểm này thì là nói chung là đội chuẩn bị rất là kỹ, kỹ so với hơn năm ngoái. Tại vì các em đã qua cái một năm là tập luyện cùng với nhau, là các em được tập luyện ăn ý rất là tốt. Và tới thời điểm này thì nói là cái bắt đầu bước vào cái đấu trường khốc liệt này thì đội là toàn đội quyết tâm là cố gắng là thi đấu từng trận một và cố gắng là thi đấu tốt nhất để đạt thành tích tốt nhất trong cái vòng một này. Qua từng trận đấu mình sẽ rút được kinh nghiệm và kể cả các em là các em sẽ rút được cái bài học rất là tốt. Và thi đấu được cọ sát thì là các em mới phát huy được hết khả năng, chứ còn nếu tập bình thường thì không có phát huy được đâu. Nhưng mà nếu mà thi đấu được những cái trận đó thì là rất là tốt, nhưng mà rất tiếc là năm nay là không đội không tham dự cúp Hoa Lư. Cũng liên hệ đấu được hai trận với đội Nam Long An và đội Thể Công. Thì là khi các đội đã sau Hoa Lư, ví dụ như Thể Công sau Hoa Lư thì là đội cũng đấu tập được hai trận và cũng đấu đến tập được lại hai trận với Long An ở trên Sóc Sơn. Về các đội thì đấy là không còn cách biệt nữa. Bây giờ là vào sân là các em đội bóng nào mà chuẩn bị tốt nhất và là chứng tỏ được trên sân thì là đội bóng thành công. Chứ còn nếu mà lực lượng kể cả như là trẻ hay là thi đấu nhiều thì là bây giờ hầu như là cái ngang nhau. Đội bóng nào mà có những cái cá nhân mà nổi trội thì là thời điểm cuối thì là đội bóng đó sẽ giành cái thành chiến thắng là cao hơn. Ví dụ như những cái đội trẻ là nói là biên phòng là thay hầu như là lực lượng các em trẻ, nhưng mà các em đó rất tốt. Qua cái giải Hoa Lư là các em thắng luôn Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả như Hà Tĩnh bây giờ các em đã thi đấu rất ăn ý, cho nên là cái bảng đấu này là rất căng thẳng. Đối thủ mà về chừng nhất là Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù là giải Hoa Lư Thành phố Hồ Chí Minh thua bán kết Hà Tĩnh và thua trận tranh hạng ba với biên phòng, nhưng mà lực lượng Thành phố Hồ Chí Minh là thuộc diện là đồng đều và ăn ý nhất sau 2 năm tập luyện, thì là cái lực lượng thành phố là ăn ý nhất. Đội bóng thì luôn luôn đặt mục tiêu là vào trong 4 hàng đầu và được tham dự Hùng Vương, và cái cuộc đua cuối năm thì là vào trận chung kết mà phải vô địch. Đó là toàn đội là quyết tâm.